Xin chào anh em nhá. Hôm nay là xe bắt đầu về rồi. Mình đang ở trước khu vực cửa khẩu Hữu Nghị và đây là cái đoàn xe xếp hàng lên cửa khẩu đây. Đang mấy anh em đi nhận xe về. Đoàn này là xếp hàng để đi sang Trung Quốc. Còn đoàn bên này là xe đi về. Đấy. Chưa kịp gắn cái mic không dây vào nên là nó thu âm thanh nó sẽ ồn đấy, anh em thông cảm. Sau 8 ngày rưỡi thì bây giờ xe mình đã về đến Việt Nam rồi. Tay xách lách mang chăn màn gối các thứ. Đây. Em xe đã về tới bẩn rồi bụi bặm các thứ này. Không không anh ơi, xe đây rồi. Đây là mấy cái tem niêm phong ở bên Trung Quốc. Đấy. Kiểm tra vòng xe này. Cái đèn lứt thì từ trước rồi. Nhưng mình phải kiểm tra hiện trạng xe xem có bị va quẹt đâu không. Đây, một vòng quanh xem mà. Bình thường hết, không có vấn đề gì này. Đấy, ok hết. Kiểm tra xem mà lốp sơ cua còn không. Ok. Trời ơi, sàng nó bụi này. Phơi 8 ngày ở bên nó bụi này. À, hôm nay tình cờ gặp lại con xe cũ của mình thế này, em 13488 đang nằm ở đây. Bây giờ xem em thay đổi giống này. Bất ngờ luôn. Đúng rồi ạ. Kênh xe đầu kéo vlog ấy. Đấy, xe cũ ngày xưa mình chạy đây. Xe đầu kéo vlog anh ạ. Đúng rồi, cái đèn này thì mới bung này. Thăm xe cũ một chút. Không biết bác Tài đâu mà chưa chạy về. Đấy. 13488. Nói chung là đã bị phơi mưa phơi nắng nằm ở đây. Cái này thì được cái công đẹp hơn xe mình đấy. Xe mình thì công nó xấu quá. Dàn đèn, dàn các thứ thì đây thì rất là đẹp này. Mọi thứ đều rất đẹp. Một cái cảm giác gì đấy mà nó bồi hồi các bạn ạ. Không có được nhìn vào bên trong vì bác Tài không biết là chạy đâu rồi. Đấy. Rồi bây giờ mình trở về xe mình để dọn dẹp xe đi. Bây giờ lên xe cho anh em xem. Nói chung là sau nhiều ngày nó bẩn lắm rồi. Cực bẩn này. Cái màu trắng nữa. Ghế này. Bụi bên này này. Trên vô lăng này. Ôi trời ơi. Bụi này. Bụi không này. Trời, trên này bụi này. Bụi như kiểu cái xe mà để trong bãi lâu ngày rồi ấy. Tùm lum tè le hạt me ra đây này. Dưới này này. Bỏ húc uống rong này. Cái này thì cũng nói bánh tráng vứt đây này. Trời ơi, cà phê sữa chiếc đổ tùm lum ra đây hết này. Dọn mệt luôn này. Đấy, còn mấy khăn lạnh này để lau xe này. Bây giờ mình sẽ lổ máy xe lên để xịt. Rồi, ngọt ngào. Đây, việc trước mắt của mình là phải vệ sinh lại toàn bộ cái xe đã. Rất bẩn. Bây giờ mình bắt đầu rời cửa khẩu anh em ạ. Cái kính ấy, chưa có kịp lau chùi cho nó sạch nên là anh em thông cảm nhé. Mới có 8-9 ngày cho chạy lại xe mà lên xe nó bỡ ngỡ. Mình nói đùa vậy thôi chứ làm sao bỡ ngỡ được. Nó là quen thuộc rồi mà. Nghề của mình rồi mà. Quay chút đường chạy về đây. Chuyến này thì mình sẽ ra đi bốc hàng ở bên Lào Cai ấy. Chắc sẽ đi Campuchia. Nhưng mà đi ca mà mình chỉ được có giao ở khu vực cửa khẩu thôi. Cũng không có đi vào nội địa đâu. Sẽ là có cái chuyến hành trình Tây Ninh, Tây Niếc gì đấy. Hoặc cũng có thể là đi vào chợ đầu mối Thủ Đức. Thì mình chưa biết được. Nói chung là ngày mai bốc hàng xong thì mình mới cung cấp chính xác về cái thông tin. Còn trước mắt thì chạy một mạch nữa.
bên này là bãi Xuân Cương mình hay bốc hàng này. Bãi rộng lớn lắm. Bây giờ sẽ chạy xuống dưới khu vực dưới mẹt miết để rửa xe. Bắt đầu đi. Hôm nay là cái ngày đúng ngày mình lên clip mà lúc về thì là mình quay được 8 ngày rồi, hôm nay mới lên đấy. Mà không biết clip này thì chắc là 1-2 hôm sau mình mới lên sóng được. Tức là về mình còn phải mất thời gian dựng lên nữa. Nói chung là đang chạy ok, không vấn đề gì hết. Bây giờ mình phải test lại cái máy lạnh. Mở cái máy lạnh để test để ngày mai bốc hàng nông sản ở bên về. Cái chỗ khu vực mình ở ấy mà mình quay trong clip trước là đi phía bên này này, là khu vực nhà ở này, tập trung cho lái xe này. Lần này về Sài Gòn thì người ta cũng cho đi lại nhiều rồi, tới đây mình sẽ quay thêm một số xe tải, xe đầu kéo cho anh em xem nữa. Hữu Nghị thì giờ buổi chiều ấy, giờ này bắt đầu là cái giờ mà người ta thả cái xe từ cái dưới cái bãi mà mình đậu ở bên dưới lên. Bắt đầu xe chạy lên. Bốc hàng ở Xuân Cương các thứ. Được phép là chạy như thế này nha anh em. Ở đây là công an giao thông người ta đang cho phép chạy cái làn bên ngoài đấy luôn. Làn bên trong kia thì nhiều xe như kiểu người ta chưa vào cửa khẩu luôn ấy, thì người ta làm ở bên ngoài, chờ đợi có lịch bỏ hàng các thứ người ta mới vào. Phải tốn tiền bãi hay sao? Trời, thời tiết ngoài Bắc bây giờ mới có 4 giờ thôi mà âm u như thế này đây. Thời tiết âm u, thầy vu kính mến. Bây giờ mình sẽ xuống dưới khu vực Lạng Sơn, dưới khu vực mà từ Đồng Đăng trở xuống, xem có chỗ nào mà người ta rửa xe thì mình sẽ rửa xe dưới đấy rồi sẽ ăn cơm ở dưới nữa. Cũng có khả năng là mình sẽ lên trên cao tốc Nội Bài Lào Cai để ngủ ở trên, rồi ngày mai sẽ quay chút hành trình nhắc lại cái cung đường Lào Cai cho anh em xem. Thông thường mình bốc hàng xong là sẽ về chiều muộn. Hàng xe đậu đợi vào cửa khẩu rất là nhiều. Cuối năm lưu lượng phương tiện hàng hóa xuất khẩu nhiều. Bên dưới này là cái đường tàu từ bên Trung Quốc sang Việt Nam này. Chạy thêm một chút đi qua cầu này là bên ga Đồng Đăng ở đây. Ôi xe, bác xe ben này bác ấy bơm nhanh. Đường này là rẽ vào trong khu vực thị trấn Đồng Đăng và lên cái cửa khẩu mà Cổng Trắng, Cốc Nam. Ngoài ra còn đi về bên Tân Thanh cũng được luôn. Mình sẽ quay đến đoạn Dốc Quýt, vì mọi anh em có hỏi là quay đoạn đường Dốc Quýt. Dốc Quýt là trạm kiểm soát liên ngành để kiểm soát về hàng hóa xuất nhập khẩu. Xem là có pháo viết thì về đấy là sẽ dính. Pháo rồi hàng lậu là sẽ về đến trạm kiểm soát liên ngành Dốc Quýt này đi. Một chút nữa về đến Dốc Quýt mình sẽ cho anh em xem. Mình phải chủ động chạy cái len bên trong này ấy, để cho các xe người ta đi ngược chiều ghê lên cho an toàn. Ngược lại thì rất là nguy hiểm cho xe đi trong này.
thì thời tiết ngoài Bắc nó cũng chưa quá là lạnh, dao động ở khoảng từ 16 cho đến 20 độ thôi anh em. Ban ngày thì không quá là lạnh đâu, chủ yếu thời gian mà lạnh ở ngoài Bắc là lạnh về ban đêm. Ban đêm mới lạnh. Ôi, thế mà bây giờ nhiệt độ cũng báo ở đây là đến 14 độ đấy. Nhiệt độ ở trong xe mình là 21 độ. Trên xe có cái đồng hồ báo nhiệt độ luôn. Không biết là nó báo ở bên trong bên ngoài nữa. Đây là đường lên Tân Thanh, và đường mỗi lần mình lên Tân Thanh là mình sẽ phải đi ở chỗ này này. Chạy lên đây một tí là đến trạm kiểm soát liên ngành Dốc Quýt. Sau khi quay xong Dốc Quýt thì mình sẽ kể cho anh em nghe một số câu chuyện. Số câu chuyện về cái việc mà gọi là nhiều anh em cứ hỏi mình là chở hàng lậu nhưng mà làm sao mà được chở. Nguy hiểm lắm. Nên là chạy cái xe vùng biên giới như này là phải tỉnh lắm. Chứ không là dễ mà bán nhà lắm, hoặc là ngồi nhà đá nữa. Đấy, đây là một cái chốt kiểm soát liên ngành ấy. Anh em thấy không? Bên này đủ lực lượng người ta ngồi đây tuần tra kiểm soát đây. Xe nào mà chở hàng lậu là từ bên kia người ta đã báo trước rồi. Còn xe không về là người ta cũng báo từ trên cửa khẩu ấy. Thông thường xe mình về từ trên cửa khẩu ấy là sẽ mở cửa trước ở bên đấy, là về bên đấy là hải quan rồi biên phòng ở Việt Nam mình người ta đã kiểm tra trước rồi. Còn thực ra là mua một thùng pháo ở bên đấy là có chim lợn, người ta báo nó gọi là chim lợn ấy, là bên cửa khẩu người ta báo ngay. Nhưng mà bây giờ anh em mình không được qua đấy, không được qua bên Trung Quốc, cho nên là khó lắm. Cũng có một số xe bị người ta trà trộn cái hàng vào rồi. Năm ngoái hay là năm kia ấy, có xe ở bên Tân Thanh ấy, mình nhớ là năm kia rồi, khi năm chưa có Covid đâu, thì bốc hàng sao rồi cũng dính rất là nhiều pháo ở trong ấy. Rồi có một số xe thì ở đây không bị bắt nhưng mà về đến trong kia mới bị bắt. Thì cho nên là những cái hành vi mà mình chở những cái hàng cấm ấy thì không nên là làm, vì nó kiểu gì là cũng không thể chót lọt được. Cái nghề đường dài mình đây nó sẽ rất là nhiều cám dỗ và những cái người ta mời mọc chở hàng này gửi hàng kia. Thế cho nên là rất là nhiều anh em bạn bè hoặc là khán giả bảo là nhờ mình gửi hàng thì thông cảm. Mình không nhận gửi bất cứ cái hàng gì hết. Đấy, thì mình quay một đoạn cái Dốc Quýt như thế này thôi. Để mình sẽ nghe điện thoại về thông tin hàng hóa chút. Vừa sếp mình gọi về điện thoại về thông tin về hàng hóa chút. Xe ben này, một thời xe ben này. Cái thời điểm này là cuối năm ấy, thì gọi là tháng củ mật ấy, sẽ là nhiều cái vấn đề nguy hiểm ở trên đường thường trực. Mình thấy rất là nhiều vụ tai nạn mà diễn ra vào cuối năm, cho nên là anh em đi lại những cái tháng này rất là cẩn thận. Với hai nữa là mình giữ gìn sức khỏe và chăm sóc xe cho nó an toàn. Đấy, thì hôm nay là cái hành trình trở về từ Hữu Nghị thì mình cũng quay một đoạn ngắn ngắn, tâm sự một chút và gặp lại được người yêu cũ 13488 ở Gia Việt. Mình cũng có hẹn với Hải quay xe rồi, sẽ có dịp mà đến thăm Hải quay xe rồi quay cho anh em. Nhưng mà hẹn khi nào mà có những chiếc xe nào đẹp đẹp ở nhà tiện đến quay xe cộ cho anh em xem luôn. Và hàng hóa vào nó không gấp rút ấy, mình có thể mình ghé thăm Hải vào ban ngày được. Rồi bây giờ thì cũng đến lúc mà phải kết thúc cái video lần này rồi các bạn ạ. Cảm ơn các bạn cùng với anh em đã yêu mến, ủng hộ và động viên mình, quan tâm mình. Và tất cả những cái gì mà lời chúc tốt đẹp, lời hỏi han tốt đẹp gì cũng dành cho mình cả. Cảm ơn rất là nhiều. Bây giờ mình
xin kết thúc tại đây và tạm biệt anh em nhé.